Thưa quý vị và các bạn, một nét mới hấp dẫn của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferrari năm nay là áp dụng công nghệ Video Challenger hay còn gọi là công nghệ VAR trong bóng chuyền vào các trận đấu. Công nghệ này sẽ giúp các trọng tài đưa ra các quyết định chính xác và công bằng cho các đội. Công nghệ VAR được áp dụng trong môn bóng chuyền là hệ thống các máy quay phim đặt nhiều vị trí khác nhau nhằm giúp các đội có thể khiếu nại đối với một pha bóng khi lỗi xảy ra mang tính chất chưa rõ ràng. Có tổng cộng 19 camera được lắp đặt để hỗ trợ trọng tài khi sử dụng công nghệ Video Challenger tại VTV Cup 2023. Có 5 trường hợp các đội kiến nghị sử dụng công nghệ Video Challenger như bóng chạm tay chắn, bóng trong ngoài, bóng chạm cột giới hạn, lỗi chạm lưới và lỗi dẫm vạch. Tỷ lệ mà thành công của những người mà khiếu nại về cái pha bóng đó, có thể là trên 60%. Những cái lỗi mà như bóng trong hay ngoài, nếu nó rơi gần sát đường biên hoặc là bóng có chạm tay chắn hay không đó, thì qua cái công nghệ này phải nói là nó giúp đỡ rất nhiều cho cái công việc điều khiển trận đấu của trọng tài, hỗ trợ cho những cái tình huống rất là chính xác. Trong mỗi set đấu, nếu kiến nghị của mỗi đội bóng được Video Challenger xác nhận là đúng thì sẽ không bị giới hạn số lần yêu cầu tiếp theo. Còn nếu kiến nghị là sai thì đội bóng đó không được yêu cầu quá 2 lần. Giải đấu trở nên hoàn hảo khi áp dụng công nghệ này, đặc biệt là trong trận đấu vừa rồi. Đội chúng tôi có sử dụng một lần, dù là thất bại, nhưng mà toàn đội cảm thấy rất công bằng vì không có những tranh cãi đáng tiếc xảy ra. Việc áp dụng công nghệ Video Challenger tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferrari năm nay thể hiện sự đổi mới, đáp ứng xu thế phát triển chung của thể thao quốc tế, tạo bước đà cho thể thao Việt Nam tiệm cận với thể thao quốc tế.